Hãng tin Reuters ngày 7 tháng 5 có bài viết với tựa đề Việt Nam kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Tờ này nêu rõ các cựu chiến binh, các lãnh đạo cấp cao và các nhà ngoại giao đã tập trung tại Điện Biên Phủ để tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng trước thực dân Pháp. Reuters có đoạn viết không nản lòng trước cơn mưa dài dẳng hàng chục nghìn người tập trung tại sân vận động chính Điện Biên Phủ để xem các cuộc diễu hành quân sự và các chương trình nghệ thuật cũng như lắng nghe các bài phát biểu được phát trên đài truyền hình quốc gia. Hãng tin này nhận định trận điện biên phủ lịch sử được coi là một trong những trận đánh vĩ đại của thế kỷ 20. Thất bại của Pháp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva vào năm 1954. Reuters cũng dẫn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rằng chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng cho tất cả các quốc gia thuộc địa trên thế giới ở thời điểm đó và Việt Nam sẽ nỗ lực cho một chiến thắng Điện Biên Phủ mới trên mặt trận kinh tế. Giáo sư Canter, một chuyên gia người Australia dành nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, chia sẻ với Reuters như sau: Một bài học từ chiến dịch Điện Biên Phủ là Việt Nam phải xác định rõ ràng lợi ích quốc gia và theo đuổi những lợi ích này một cách chiến lược. Việt Nam đã hệ thống hóa cách tiếp cận này bằng đường lối ngoại giao cây tre, kiên quyết và không khuất phục trên các nguyên tắc cơ bản, nhưng linh hoạt trong cách thức và phương tiện để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Một số hãng tin khác đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecono tham dự sự kiện, đồng thời điểm lại các dấu mốc quan trọng cũng như các sự kiện lịch sử, mô tả bầu không khí tại lễ kỷ niệm. Ông Jean-Yves Gounat, 92 tuổi, một trong ba cựu binh Pháp trở lại Điện Biên Phủ, dự lễ kỷ niệm, nói rằng ông vẫn rất gắn bó với Việt Nam. Các hãng tin Pháp cũng đưa tin cả ba cựu binh Pháp đã đến thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và được người dân địa phương chào đón cũng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cơ quan báo chí các nước Lào, Lào, Tây Ban Nha, Mexico đều có các bài viết ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ. Tờ Passason, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hôm 7 tháng 5 có bài viết với tựa đề Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài viết nêu rõ, chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao là sự thử thách sức mạnh toàn diện ác liệt khắc nghiệt nhất trong nhiệm vụ cứu quốc của quân đội nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân xâm lược kiểu cũ và sự can thiệp viện trợ của đế quốc kiểu mới. Bài xã luận khẳng định tất cả thắng lợi vĩ đại trên chiến trường của ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia đã buộc địch rơi vào thế bê tắc và ngày càng suy yếu. Cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước Đông Dương càng chiến đấu, lực lượng cách mạng lại càng mạnh và giành thế chủ động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương ngày càng được thắt chặt hơn. Báo Unidad Ilucha, Thống nhất và Đấu tranh, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Nhân dân Tây Ban Nha, gọi tắt là PCPE, đăng bài viết 70 năm sau trận Điện Biên Phủ, ca ngợi chiến công lưng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của quân và dân Việt Nam. Báo Vozet Danpedida Odista của Mexico khẳng định, sau 70 năm, dư âm chiến thắng Điện Biên phủ vẫn vang vọng như một bản anh hùng ca bất hủ của thế kỷ 20. Sáng ngày 7 tháng 5, lễ kỷ niệm giữa binh Diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ được tổ chức tại sân vận động tỉnh Điện Biên lúc 7 giờ 30 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trong lễ kỷ niệm dựa binh diễu dự hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khán giả cả nước được nghe những giọng đọc thuyết minh, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài Đó là những người kể chuyện thầm lặng, góp phần không nhỏ làm nên một buổi lễ thành công ấn tượng. Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, phó chủ nhiệm kho thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là một trong những người đọc thuyết minh trong buổi lễ vào sáng ngày 7 tháng 5. Chị cho biết mình cùng 5 đồng chí từ các đơn vị khác nhau được phân công thành 3 đội đọc thuyết minh cho sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước. Trong đó, giọng miền Bắc có 2 nam, 1 nữ, giọng miền Nam có 1 nam, 2 nữ. Thượng tá Hoàng Hà đảm nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh giới thiệu từ khối nữ quân nhạc đến hết khối chiến sĩ đặc nhiệm và phần kết thúc. Thượng tá Hoàng Hà chia sẻ, tôi vừa tham gia đọc thuyết minh, vừa hỗ trợ hướng dẫn các bạn trong đội về phương pháp kỹ thuật thuyết minh theo yêu cầu của cấp trên. Đây là lần thứ ba tôi tham gia thuyết minh trong các dịp lễ mang tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên tôi luôn có cảm xúc tự hào xúc động mạnh mẽ mỗi lần cất giọng đọc. Cũng theo Thượng tá Hoàng Hà, chị cùng cả đội thuyết minh đã khóc khi thấy trời đổ mưa. Thượng tá Hoàng Hà xúc động kể lại, trước khi vào lễ trời đổ mưa, tôi và các anh em trong đội nhìn các khối trước mắt bị dầm mưa nhưng vẫn nghiêm trang đứng đó. Tôi đã khóc vì thấy thương yêu nhiều lắm. Cũng là một người có nhiệm vụ đọc thuyết minh giọng miền Nam tại buổi lễ sáng nay, Trung úy Lê Thị Ngọc Hân từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cô đọc thuyết minh từ khối nữ du kích miền Nam tới hết các khối trong lực lượng công an nhân dân. Trung úy Ngọc Hân bày tỏ, đây là lần thứ hai tôi vinh dự được tham gia lễ diễu binh ở Điện Biên Phủ. Mười năm trước, tôi tham gia khối nữ du kích miền Nam. Từ cơ duyên đó, tôi được tuyển dụng về làm phát thanh viên, biên tập viên ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sau đó tôi tham gia sơ tuyển để đọc thuyết minh và được chọn. Tôi vô cùng tự hào khi được kể chuyện, truyền tài trong buổi lễ quan trọng hào hùng của đất nước. Khi đọc thuyết minh giới thiệu, mỗi khối đều có truyền thống lịch sử. Chúng tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần để cảm nhận truyền thống của họ và truyền tài cho mọi người. Giọng đọc cảm xúc từ những người kể chuyện thầm lặng đến từ hai miền đã góp phần làm nên thành công của lễ kỷ niệm giữa binh diễu hoành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhiều người dân khán giả bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến, được nghe diễu binh diễu hành trong dịp đặc biệt này. Nhà báo Hà Quang Minh chia sẻ với Vietnamnet, anh nghe các giọng đọc qua VTV mà nổi da gà, rơm rớm nước mắt. Các giọng đọc toát lên vẻ hào hùng, không lên gân xúc động nhưng không làm thái quá. Nhà báo Hà Quang Minh bày tỏ, các bạn ấy có giọng sáng, rất gần gũi, âm sắc đẹp, ở đúng ngưỡng nghe dễ chịu nhất. Các giọng đọc đều có một điểm chung là ngoài cảm xúc ra, còn có sự hòa quyện với quân nhạc, tiếng bước chân, tiếng hô của các chiến sĩ rất tốt, không hề bị lấn át hay lấn át các âm thanh khác ở môi trường xung quanh. Mọi thứ đều vừa vặn, giọng nam bộ đặc biệt đẹp. Một ưu điểm phải nói là xuất sắc là các bạn ấy nắm cực kỹ bài dẫn nên mạch đọc, nhịp đi ngôn ngữ cực đẹp, điều chỉnh cường độ tương hỗ nhau mỗi khi chuyển người dẫn. Một số khán giả khi xem tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cũng thể hiện niềm yêu thích với những giọng đọc thuyết minh trong buổi lễ. Độc giả Đào Hiền bày tỏ, giọng đọc quá hay, truyền cảm vô cùng, tôi nghe mà xúc động lắm, xin cảm ơn các bạn. Bạn đọc Cao Thùy chia sẻ, từ nhỏ mình đã rất thích giọng đọc của các cô chú anh chị trong những sự kiện lớn. Hôm nay mình nghe có giọng nữ miền Nam, ấn tượng lắm. Chúc mừng toàn đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, trên mạng xã hội lan tỏa clip về một nam chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho em bé khuyết tật đứng bên đường xem diễu binh diễu hành theo nội dung clip, trong buổi diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ghé vào nhà dân bên đường để tặng chiếc còi chỉ huy đang đeo cho một em bé khuyết tật đứng trong nhà vẫy tay chào đoàn diễu hành. Đáng chú ý, chiến sĩ này đã dành cho em bé ánh mắt chiều mến, tay giơ biểu tượng lay như một sự cổ vũ khích lệ. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều fanpage cá nhân đã đăng tải clip này và nhận về cơn mưa lời khen, sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng một tài khoản trên facebook bình luận có những điều rất nhỏ nhưng lan tỏa một nhân cách lớn thật dễ thương và ý nghĩa đó là biểu hiện của tình người lòng nhân ái và sự đồng cảm hành động này không chỉ làm cho đứa bé cảm thấy được quan tâm yêu thương mà còn truyền đạt thông điệp về sự chăm sóc hỗ trợ đối với những người khuyết tật trong cộng đồng một tài khoản khác bình luận thông điệp này cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng làm đời thật là dễ thương đáng sống đây có thể là nguồn cảm hứng cho người dân khuyến khích họ thực hiện các hành động nhỏ để làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn nó gợi lên ý thức về sự đồng cảm và lòng nhân ái chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh đặc biệt món quà tinh thần này có tiền cũng không mua được hành động đẹp thể hiện sự liên kết giữa lực lượng công an và nhân dân Hình ảnh chú cảnh sát cơ động trao chắc còi cho em bé khuyết tật rồi sơ tay khích lệ thật là cảm động và đáng nhớ. Đây là những hình ảnh mà mạng xã hội nên lan tỏa, hưởng ứng, chứ không phải là những trend vớ vẩn vô nghĩa. Cảm ơn các bạn camera đã quay được khoảnh khắc tuyệt vời này để nhân dân thêm yêu và cổ vũ các chiến sĩ đang tham gia bảo vệ sự an toàn của người dân bất chấp ngày đêm mưa nắng.